Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái sự kiện buy vote phần 11 đến từ sàn giao dịch Bybit. Và chúng ta sẽ cùng uh, vote cho những cái dự án và các bạn sẽ nhận được token miễn phí đến từ những cái dự án này. Và có 3 dự án tham gia vào cái đợt buy vote lần này. Đầu tiên đó là dự án XCID uh, Network. Dự án thứ hai là MadDown và dự án thứ ba là Off City Và mỗi dự án thì sẽ đều có một cái đồng token riêng và sau mỗi cái đợt vote như thế này thì dự án nào giành chiến thắng thì dự án đó sẽ được uh, list lên sàn Bybit và uh, cái phần thưởng của dự án đấy sẽ được chia đều cho những cái người đã vote cho cái dự án giành chiến thắng. Ở đây thì sẽ có thông tin chi tiết của ba cái dự án để cho anh em có thể tham khảo là chúng ta sẽ chọn để vote cho cái dự án nào. Đấy, mình giới thiệu qua một chút Đầu tiên là dự án uh, XCAD Network Thì đây là một cái dự án kích hoạt token cho người dùng Youtube Và giúp họ có thể chuyển đổi uh, đối tượng rộng lớn thành cái cộng đồng Web3 Hệ sinh thái của XCAD thì cho phép người dùng có thể tốc kiếm được token uh, của người sáng tạo Khi mà xem người sáng tạo yêu thích của họ Đấy, thì cái dạng của cái dự án này thì nó giống như là một cái ứng dụng Youtube ở trên Web3 À, các bạn xem video có thể kiếm tiền hoặc là những cái người sáng tạo nội dung những cái người content creator họ có thể kiếm tiền thông qua cái nền tảng này. Ok và dự án thứ hai là dự án MadDAO cũng là một cái dự án ở trên Web3 với cái sản phẩm là giáo dục, cơ sở hạ tầng phi tập trung với các cái cơ chế giảm phát và cái đồng token M-Down là token gốc của dự án và nhiệm vụ của mdow là mọi người có thể hướng tới môi trường fintech và blockchain đòi hỏi khắt khe kiếm tiền từ kiến thức tạo điều kiện chuyển đổi sang tài sản kỹ thuật số và ở trong dự án thì có ba cái nhiệm vụ chính đó là tạo lợi nhuận minh bạch cho chủ sở hữu token tạo điều kiện tương tác trong một thị trường phát triển và giải quyết vấn đề lạm phát với mô hình giảm phát mdow Uh, dự án cuối cùng là off city là một cái thế giới ảo phi tập trung nơi người dùng có thể khám phá và nâng cấp thành phố với một cái dữ liệu là landfi uh, off city thì kết hợp với nft gaming và defi để tạo ra một hệ sinh thái nơi người dùng có thể thu thập và canh tác các cái nft và dự án này thì được một số các cái đối tác lớn như uh, một số các cái quỹ lớn đầu tư vào như là animoca brands rồi là naverz và các cái dự án đất metaverse chính thức đầu tiên được xây dựng trên uh, polygon polygon đấy thì con off city này là một cái dự án metaverse uh, kết hợp gamefi đấy đất ảo bán đất ảo rồi là mua bán uh, nft các kiểu ở trên này Đấy thì ba cái dự án này thì mình thấy là con uh, đầu tiên và cái con cuối cùng này thì trông có vẻ hấp dẫn nhất. Tuy nhiên để các bạn có thể tăng được cái tỷ lệ chiến thắng thì chúng ta sẽ uh, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta vote để làm sao để tỷ lệ chiến thắng của các bạn lên đến 99%. Rồi, thì đầu tiên đó là uh, các cái bước để chúng ta có thể tham gia thì để các bạn có thể tham gia bỏ phiếu thì đầu tiên là các bạn sẽ phải kiếm cái phiếu để chúng ta kiếm cái phiếu vote thì cái phiếu vote các bạn có thể kiếm được bằng cách là các bạn sẽ hold ở các cái stable coin như là USDT, USDC, BUSD, USDD, CUSD, rồi là BUSD và cái đồng DAI và khi mà các bạn hold càng nhiều thì các bạn sẽ uh, nhận được càng nhiều phiếu bình chọn và chúng ta có thể hold ở trên các cái tài khoản như là tài khoản SPOT tài khoản future, tài khoản earn đấy thì uh, trong cái quá trình hâu này thì mình khuyên các bạn chúng ta nên bỏ vào nếu như mà các bạn không trade thì các bạn nên bỏ vào cái phần earn này để chúng ta kiếm thêm một ít lợi nhuận trong cái quá trình mà chúng ta hold coin, hold stable coin ở trên uh, bybit đấy thì các bạn sẽ kiếm được uh, cái phiếu thì mỗi USDT thì nó sẽ tương đương với một cái phiếu bình chọn và các bạn hold càng nhiều ở trên bybit thì các bạn sẽ được càng nhiều phiếu đấy và tiếp theo thì uh, có một cái nữa để các bạn kiếm được phiếu đó là các bạn sẽ xác minh danh tính KYC cá nhân cấp 1 thì các bạn sẽ nhận được một cái coupon buy vote bonus tương đương với 50 phiếu bình chọn. Đấy thì cái này nếu bạn nào chưa xác minh thì chúng ta có thể xác minh để có thể nhận được thêm là 50 phiếu bình chọn. Còn nếu bạn như bạn mà muốn nạp vào để chúng ta hold thì mình cũng đã có một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nạp rút P2P ở trên Bybit rất là chi tiết Rồi bước 2 đó là các bạn sẽ bình chọn cho các cái dự án mà chúng ta yêu thích Thì cái thời gian chụp nhanh của nó ở đây thì nó sẽ chia làm các cái giai đoạn ở đây Các bạn có thể thấy giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chụp nhanh sẽ từ um, mùng 8 tháng 2 7 giờ, giờ theo giờ Việt Nam ngày mùng 8 tháng 2 thì nó sẽ bắt đầu là chụp nhanh xem thử là các bạn được bao nhiêu phiếu thì sẽ các bạn sẽ cần phải hold USDT, hold stable coin trước cái thời điểm này, trước 7 giờ ngày mùng 8 tháng 2 để khi nó chụp nhanh thì chúng ta sẽ được phiếu. Còn nếu như các bạn nạp sau cái thời gian này thì các bạn sẽ không nhận được phiếu nữa nhé. Nên là các bạn lưu ý chúng ta cần phải hold trước ngày mùng 8 tháng 2 rồi, tiếp theo giai đoạn 2 là giai đoạn bình chọn. Giai đoạn này thì sẽ diễn ra từ ngày mùng 9 tháng 2 vào lúc 3 giờ UTC tức là tầm khoảng 7 tức là tầm khoảng 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam cho đến 3 giờ UTC à, đúng rồi, 3 giờ UTC tức là 10 giờ ngày mùng 10 tháng 2 nó sẽ diễn ra trong vòng một ngày các bạn ạ. Đấy và trong cái giai đoạn bình chọn này thì các bạn sẽ tiến hành vào cái trang bình chọn để chúng ta tiến hành là vote và ở cái giai đoạn bình chọn này thì có một cái mẹo nhỏ cho các bạn là các bạn đừng bình chọn bừa ngay từ đầu tiên mà chúng ta sẽ đợi gần cuối. Ví dụ như 10 giờ sáng nó kết thúc 10 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 2 nó kết thúc thì khoảng 9 giờ sáng đấy hoặc là 9h30. thì anh em sẽ vào chúng ta xem thông tin xem thử là cái đồng coin nào nó được uh, bỏ phiếu nhiều nhất thì các bạn uh, có thể làm vào tham gia. Đấy. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy ở đây ấy nó sẽ chia mỗi cái ví dụ như cái đồng X CID chiến thắng thì chúng ta sẽ được chia sẻ những cái người vote cho cái đồng token này sẽ được chia sẻ là 92.310 cái đồng token này tương đương với 120 đô. Còn nếu như cái đồng AMDOWN chiến thắng thì sẽ được chia sẻ là 384.615 tương đương với 150 đô. Đấy, còn nếu như cái đồng này chiến thắng thì chúng ta sẽ được chia sẻ từng này token tương đương với khoảng 100 USDT Thì cái giá của token nó sẽ bị thay đổi nên là cái phần tiền quy ra USDT ấy, thì nó cũng sẽ không cố định đâu nhé Đấy, nhưng mà mình thấy là mọi người thường có thiên hướng là sẽ chọn về những cái đồng coin mà nó có cái pool thưởng cao nhất Đấy, nên là các bạn cũng cân nhắc nha Rồi Tiếp theo là cái giai đoạn phân bổ thì giai đoạn này thì uh, token được chọn thì sẽ được phân bổ cho những cái người dùng đã lựa chọn và giành chiến thắng. Thì ví dụ như các bạn vote cho cái đồng em down này và sau cái thời gian bình chọn cái đồng token em down được nhiều phiếu vote nhất và giành chiến thắng thì cái phần thưởng này sẽ được chia cho tất cả những người đã vote cho cái đồng em down và nó sẽ được trả vào cái ví spot cho chúng ta từ uh, 10 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 2 cho đến mười uh, 12 giờ sáng ngày 12 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023 nó sẽ trả vào cái uh, phân bổ vào cái ví cho chúng ta. Và cuối cùng đó là giai đoạn công bố kết quả thì các bạn sẽ kiểm tra xem thử là chúng ta nhận được bao nhiêu token và các bạn sẽ để ý cái lịch listing của nó, thường thường thì nó sẽ được list sau khoảng uh, mình nhớ không nhầm thì sau khoảng 3 giờ hoặc là nó sẽ list ngay Nên là các bạn chú ý cái thông báo về cái việc listing cái đồng token giành chiến thắng Để các bạn có thể là bán được cái đồng cái lượng token mà chúng ta nhận về Đấy, còn đây các bạn là các bạn sẽ thấy được thông tin của những cái token mà đã giành chiến thắng trước đó và nó cũng đã listing các kiểu ở đây nhé đấy đấy thì hiện tại là chưa đến cái thời gian vốt còn sau khi mà đến thời gian vốt ấy thì anh em sẽ thấy ở cái giao diện này thì nó sẽ hiện thị lên ba cái đồng coin thì sẽ có một cái phần vốt ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái đồng coin mà chúng ta muốn vốt cho nó sẽ được list lên ba bit và các bạn có thể vốt đồng thời nhiều đồng coin một lúc đấy nhưng mà chúng ta chỉ nhận được thưởng cho những cái đồng coin mà giành chiến thắng thôi thì chúng ta sẽ được chia thưởng và mình nghĩ là các bạn nên uh, vốt cho một đồng coi thì chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn còn nếu như mà anh em rải ra để chúng ta vốt thì sẽ không được bao nhiêu đâu đấy nên là các bạn cũng cân nhắc nha ok rồi và chúng ta kiểm tra phần thưởng bằng cách thì các bạn sẽ vào phần trung tâm phần thưởng này thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái biết được là hiện tại bình chọn hiện tại của mình này rồi là lịch sử bình chọn này lịch sử nhận thưởng này đó thì nó sẽ ghi ra tất cả thông tin cho các bạn ở đây ngoài ra thì hôm sau nó trả về thì nó sẽ trả vào trực tiếp vào cái ví spot này thì các bạn sẽ vào phần giao ngay để chúng ta có thể kiểm tra và bán token ok và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like một subscribe để hộ kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo